Hello các bạn, 30 ngày thử thách ngày thứ 27. Mình đang chuẩn bị ngâm đá nha các bạn. Mới kết thúc buổi tập ngày thứ 27 nha các bạn, giờ về ngâm đá. Trước khi ngâm đá mình sẽ nói sơ qua về cái buổi tập ngày hôm nay của mình nha các bạn. Đây là buổi thứ 27 và rơi vào ngày thứ 7 nha các bạn. Thì ngày thứ 7 thì mình chỉ tập buổi sáng thôi. Còn buổi chiều thì mình sẽ chạy bền tầm 30 phút để thả lỏng. Và đây là cái lịch tập buổi sáng của mình. Gồm những cái bài tập quen thuộc thôi, chạy bộ, nhảy dây, đánh bát, đánh bao, hít đất, cơ bụng và có thêm bài ngâm đá nữa. Thường thường thì mình sẽ ngâm đá vào cuối tuần, có thể là vào thứ sáu hoặc là vào thứ bảy. Nói chung là tuần nào mình cũng sẽ ngâm. Và sau những cái giáo trình tập luyện nặng thì mình sẽ ngâm đá nha các bạn. Khúc này là cái hiệp bát cuối cùng. Khúc này là đang vui nha các bạn, tại vì đây là khúc mà mình tập luyện cuối cùng trong tuần nha các bạn. Nói chung là nguyên một tuần qua là mình đã cày cuốc quá mệt mỏi rồi. Ngày nào cũng nhai bát, ngày nào cũng nhai bao nên rất là mệt. Nói chung là có anh thầy cũng rất là vui nha các bạn. Ok, và cuối cùng thì ngày hôm nay mình chơi một phát 100 khế đất luôn nha các bạn. Bình thường thì mình chỉ làm cỡ 30 chia ra làm 3 hiệp. Nhưng ngày hôm nay là muốn thử thách bản thân làm một phát 100 cái luôn nha các bạn. Cái này là hết đất theo kiểu mấy ông võ sĩ nha các bạn. Hết đất để tăng sức bền và tăng sức mạnh của đòn tay. Và đây là cái lúc mình ngâm đá nha các bạn, nằm suy nghĩ về cuộc đời. Nói chung là này, cái khúc này là mình đang điều tiết nhịp thở nha các bạn, tại vì mình lạnh quá. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và nhớ đón xem những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn.